Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Mình là Blur Gaming TV đây. Có một bạn yêu cầu mình chơi giờ ăn. Đây có rất nhiều chế độ này. Trò này khá giống Granny. Xin chúc mừng con bạn đã được tham gia trại hè của trường sẽ giành được bé sẽ có một mùa hè khó quên, đúng là khó quên rồi. Khó, còn chế độ ma là ma sơ ứ thế bạn, và nó sẽ được hiển thị trong trò chơi sẽ ma sơ không chạy, ma sơ bị điếc, ma sơ rất là mềm. Mà giờ chạy như giờ flash, mà giờ thính vơ, mà giờ nhanh nhẹ, mà giờ sẽ chạy nhanh làm đấy, mà giờ thính vơ, đây bạn ngắn hơn đó, trường tối vơ nơi, chơi dễ, chơi chế độ 3, chơi chế độ mai nghe bảo mình chơi dài. Đúng, game Việt Nam nó dịch như thật mà, theo tên nghe sẽ có cảm giác phê hơn đấy. Trốn nhanh. Bây giờ ở trường này khá thấy ma sơ được à? Anh biết biết phải làm chỗ này hiểu không? Mình biết phải làm. Đường nào an toàn? Nha. Thế là có một vết cào, mình có thể nhìn qua đây. Nha. Ui mà sao vậy? Wow, gắt ở nho. Trốn. Mà sơ vào đây. Ta cần hết. Nhưng nó ghi là mà sơ đã ghi được. Hư cầu. Ok cho mà sơ. Cho mà sơ nó ra này. Mình chạy. Sợ quá. Mỗi khi mình nhìn dị mình luôn có một cảm giác thật là không thể tàn được. Run. Ý
Ê, ma sợ. Wow. Sợ lắm, mình trở ra chơi cái chế độ ma này. Ma sợ sẽ không thấy mình. Hú hú hú. Mình sẽ gì với cận cảnh bà Valat. Game này cũng gọi là tự game quảng cáo này, anh em thấy rất nhiều quảng cáo này, Shopee, Hot Bùi Tiến Dũng. Mà nó sẽ có quảng cáo đó. Anh em thấy gì không? Bật tiếng tí cho nó kinh dị tí. Rất cái mình nên nên nêu thấy tôi không trong chỗ này có thể nấp này, đang có phiên bản Halloween này. Có trang trí rất nhiều bí ngô ở đây. Bà Bala đi đâu rồi? Tôi cửa phát. Ok. Wow, hôm nay có gì đây? Có gì đang cháy thế này? Xem nào, cách để phá nào. Sao lại có chuyện của một con gói vật tự ấm phụ? Đồng hồ này có gì không? À, tắm à? Nào có gì? Chỗ này có hình núp này. Một chỗ núp hoàn hảo. Chơi cái này chế độ khác thì núp đây, chỗ núp hoàn hảo đây. Ô chào bà, xem bà đi đâu nhá. À, rồi đi theo dõi bà Bala xem nào, mình có thể chạy nhanh hơn bà Bala mà. Đậu xong đã dừng một tí nhá. Khen quảng cáo. Mình đến nhà bếp à? Đi rồi. Mình sẽ phải đi tìm con kéo nhà bếp. Phá đảo chế độ này anh em mình có chơi mình chỉ gà nhưng mình chỉ gà thật mà. Ồ. Ăn nước mà rồi. Nấp nè, không ai thấy được đâu nè. Ố, gì nè. Chui vào trong này rồi. Tạo được vứt tay quay đấy. Ai rồi. Cần trong cái đấy. Cái đấy là để chế tạo mấy món đồ có vá vẩn gì mà. Ơ, còn xịt nữa.
ở đâu? For I am with you. Be not I will uphold you with my righteous hand. Chuột đậu xanh ơ chuột 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 lại một quảng cáo nữa à, anh hiểu chung hoàn cảnh mình không? Kéo này chả có gì trong cả. Không hiểu được. Thì nó lại có thể như thế.
mất tiêu rồi. Cái gì nó lại quảng cáo em đốt nếu bạn từ 4 giờ là nó quảng cáo một quảng cáo nữa mà nó cho các bạn thay quảng cáo
như sách lớn để trong này. Tạm xếp anh lên. Bây giờ mình sẽ đi lấy lại cuốn sách kia. Trong bồn cầu. Anh thấy gì đấy? Không nhận được. Cái lớp đâu rồi ta? Mình hay quên lắm. Rồi. The hell? À, có này nhanh luôn. Hãy sách lớn. Mình quên rồi, hình như xin tầng. Mình chơi game nó cứ đi lòng vòng lòng vòng anh chả nhớ gì. Đây đúng không? À đây này. Không quả. À đây rồi. À bằng chuột. Mình biết nó đâu đây. Này x kia x. Đôi giày. Đúng không? Đi đường này. Ủa? À đây rồi. Ồ, cái gì đây? Một cái kéo. What? Lại quảng cáo. Cái quái gì đây? À. Cái kéo này làm gì? What the hell? Cái kéo thì ra sẵn rồi để cắt rồi. Mình cắt cái gì ta? Đấy. Không cắt được. À đây cũng cần sách cắt. Cái gì? Mèo mèo cắt đi mà. Cắt gì ta. Thấy vứt vào đây. Vứt này. Không vào. Gì?
này là gì? À để cắt gì? À đây thì dây cáp bây giờ nhanh nha, bỏ hộp gì? Người ta bảo lấy dây cáp để bỏ vào cái hộp. Ở đây đúng không? Mình biết hết. Ba vật dụng cần thiết này. Đợi một tí, sẽ lấy lại cái kéo. Kéo rồi. Đây. Vài phút nữa sẽ có đồ. Kéo để cắt gì mình sẽ ghi miệng tiếp. Quảng cáo rồi anh em ạ. Ok, quảng cáo rồi. Chơi tiếp. Tí mình lên YouTube mình ra xong mình quay trở lại. And servant of all. Bà đang nói nhảm nhí gì vậy? Bà phát lát. Quái gì đây? Không chưa? Con chết ba này. Sao nó không cho cái hàng gì? Như mình nhớ thuốc nổ nữa. Thì mình nháo ạ. Chọn đầu này. Nên đồ là quảng cáo rồi anh em. Trên tầng trên cái hộp nào này, không phải cái hộp à? Thấy em thấy cái hộp gì không? Đi tìm cái hộp, hành trình đi tìm cái hộp đây à? À chuẩn rồi. Mình là cấp chưa. Giờ lại đúng điện làm gì nữa. Đây này phát con những tiểu đấy.
xuôi trong điện rồi mình làm cái khóa gì ô bọn chuột. Bạn chuột. Chuột chui vào lỗ rồi. Trong lỗ này chuột có gì nào? Gia đình của mình sửa lại dòng điện rồi mà. Sửa lại xong điện thì là cái gì? Lại gì quảng cáo. Ok. Chúng ta cần, chúng ta có thể mở đèn. Đèn đâu mà? Đèn này mà kiểu gì không hiểu luôn. Chẳng có gì ấy. Chân chân yếu nữa giờ cứ đi, chỉ biết đi vòng vòng. Ok, và mình sẽ dừng tập này tại đây thôi. Nếu các bạn muốn mình chơi tiếp thì để dưới phần comment nha. Tạm biệt các bạn.